Chào tất cả anh em, mà hôm nay trong một ngày thời tiết nó khá là đẹp như này thì mình cùng trên tay chiếc Sony A7C. Và để trả lời đúng một câu hỏi thôi, liệu chiếc Sony A7C này có phù với anh em trong năm 2023 hay không? Đầu tiên là anh em nhìn thấy đây là một body rất là nhỏ gọn này, cũng như nhẹ nhàng cho anh em trong quá trình di chuyển. Tiếp theo là tuy cái body nhỏ gọn này nhìn từ xa anh em có thể tưởng đây là một dòng máy thuộc dòng Sony Alpha A6000, nhưng mà lại mang trong mình một chiếc cảm biến full frame. Và chiếc cảm biến full frame này sẽ cho anh em một chất lượng quay hay là chụp cực kỳ tuyệt vời. Và điểm thú vị tiếp theo mình thấy trên Sony A7C đó về phần màn hình. So với đàn anh tiền nhiệm của nó là Sony A73 thì Sony A7C đã được cải thiện tương đối về màu sắc để cho anh em có thể dễ dàng cân chỉnh hơn khi nhìn màn hình này. Sau đó là khả năng xoay lật nhiều góc của Sony A7C. Thì đối với anh em mà hay quay hay chụp cái góc cao, góc khó hay là những góc thấp chẳng hạn thì cái màn hình này sẽ rất tiện lợi cho anh em. Mặt cải tiến mình thấy là khá là hay ho trên Sony A7C đó về mặt color science. Thì đối với Sony A7C thì color science này sẽ giúp cho chúng ta có một cái skin tone tốt hơn, hồng hào hơn, màu da trông sẽ đẹp hơn, cũng như là các màu sắc khác da trông chân thực hơn. Và thêm một điểm tương đồng nữa giữa Sony A7C và Sony A73, đầu tiên là chúng sẽ đều có là 693 điểm nét. Nhưng mà so với Sony A73 thì Sony A7C đã được nâng cấp hơn về mặt tốc độ nét này, cũng như là khả năng lấy nét. Thì với khả năng lấy nét của Sony A7C, chúng ta không chỉ có mỗi người nữa, chúng ta có thể tracking vật thể này, cũng như là thể nhận diện ra động vật, cụ thể là chó và mèo. Vì Sony A7C chúng ta thuộc dòng Sony Alpha A7 là một dòng khá là chuyên nghiệp rồi, nên là về mảng quay thì chúng ta đầy đủ các file quay như là HLG, HL3, S-Log 2, S-Log 3, Cine 4. Để anh em có thể đa dạng file quay anh em chọn này, hoặc là chúng ta có thể về hậu kỳ dễ dàng cũng như là chưa sâu hơn. Thêm vào đó, khi anh em quay 4K, và tất nhiên vẫn là 4K 30fps, thì chúng ta đã có tracking khuôn mặt, thứ mà trên A73 không có. Khi mà anh em quay 4K trên Sony A7C, chúng ta sẽ không bị giới hạn thời gian, nên là anh em cứ quay hết pin hết thẻ cho tôi nhé. Tất nhiên là không có ai hoàn hảo cả, kể cả chiếc Sony A7C của chúng ta. Thì đầu tiên, cái điểm vừa là lợi vừa là hại của đó là chiếc body nhỏ gọn này. Body nhỏ gọn này, nhưng mà báng cầm lại nông. Thì trong quá trình cầm lâu dài thì nó sẽ khá là bất tiện cho anh em. Và với cái việc là body nhỏ gọn này thì anh em lắp những chiếc lens full frame to, ví dụ như là chiếc lens 2470 art của Sigma chẳng hạn, thì nó sẽ vô hình chung bị chúi đầu về đằng trước. Điều này là anh em cầm nắm khó hơn này, cũng như là gây ra tác động xấu cho cổ tay của anh em. Và cái điểm mình cho rằng khó chịu nhất trên chiếc A7C này là về setup nút của nó. Body nhỏ gọn đồng nghĩa việc anh em phải bỏ đi rất nhiều phím tắt, đặc biệt là một phần bánh xe đằng trước và phần joystick đằng sau. Thì trong khoảng thời gian đầu mình dùng A7C thì thao tác rất là chậm và mình phải tạo ra một setup riêng và sẽ mất thời gian để làm quen với setup đó. Và các anh em làm nghề phân vân trên chiếc Sony A7C này là việc nó chỉ có một cái thẻ, thì anh em sẽ thường lưu hai thẻ để có thể là một file backup. Do đó là lúc mà dùng A7C này anh em sẽ hơi run một chút. Có một điều khá là lùng trên chiếc Sony A7C này mà rất ít người biết là anh em có thể nâng được tốc độ màn chập từ 1/4000 lên thành 1/8000 với việc bật silent mode. Và sau 3 năm ra mắt thì mình đánh giá Sony A7C vẫn là một chiếc máy đáp ứng những tiêu chí là nhỏ gọn này, hiệu năng cao và phù hợp cho những anh em làm content creator, những anh em làm nghề, hoặc là những chị em có thích thú và tò mò về công nghệ. Và hết video rồi, nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để đón chờ video sau để tự tin của chúng mình nhá. Tạm biệt anh em.